Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc chuẩn bị đón đợt không khí lạnh từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 5. Đây là một trong những hiện tượng hiếm gặp vào tháng 5 trong khoảng 40 năm qua, tính từ năm 1981. Theo đó, đợt không khí lạnh sắp tới có thể gây gió mạnh trên Vịnh Bắc Bộ lên tới cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi có thể xuống dưới 16 độ C. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ, bao gồm Hà Nội, được dự báo thấp nhất từ 20 đến 23 độ C. Mưa lớn cũng có thể xuất hiện ở vùng núi Bắc Bộ, gây nguy cơ lũ quét, sạt lở và gây ngập úng cục bộ. Vì vậy, người dân cần đề phòng hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.